Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ với các bạn tử vi thứ ba ngày 18 tháng 8 năm 2020 và theo âm lịch ngày hôm nay là ngày 29 tháng 6 năm Canh Tý, và ngày này là ngày Quý Tỵ, tháng Quý Mùi năm Canh Tý. Hôm nay là ngày Hoàng đạo, giờ Hoàng đạo trong ngày, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Về ngũ hành niên mệnh trường lưu thủy ngày Quý Tỵ, tức can khắc chi, có nghĩa là thủy khắc với hỏa, ngày hôm nay là ngày cát các bạn nhé. Về nạp âm trường lưu thủy kỷ tuổi đinh hợi ất hợi, ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi kỷ sửu đinh dậu kỷ mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy. Ngày tỵ lục hợp với thân, tam hợp với sửu và dậu thành kim cục, xung với hợi, hại dần và tuyệt tý nhé. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi đinh hợi, ất hợi, đinh mão. Tuổi xung trong tháng, tuổi ất sửu, tân sửu, đinh hợi và đinh tỵ. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như là sao thiên thành tốt cho mọi việc, sao phúc sinh tốt cho mọi việc, sao dịch mã tốt cho mọi việc, đặc biệt là xuất hành. Sao phúc hậu tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho. Sao đại hồng sa tốt cho mọi việc. Sao ngọc đường hoàng đạo cũng tốt cho mọi việc. Và hôm nay là ngày sinh khí tốt cho mọi việc, nhất là xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ, ban nền, trồng cây. Về các sao xấu trong ngày ạ, trong ngày có sao thiên tặc xấu đối với khởi tạo, động thổ, về nhà mới hay là khai trương. Sao nguyệt yến đại họa xấu đối với xuất hành giá thú nhé. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, trong ngày hướng xuất hành tốt hỷ thần, hướng đông nam tài thần, hướng tây bắc. Và tiếp theo mời các bạn cùng đón xem chi tiết tử vi 12 con giáp thứ ba ngày 18 tháng 8 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 18 tháng 8 năm 2020. Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý trong ngày này bạn đang gặp được ngày có thiên tài báo hiệu cho bạn tuổi Tý có được một ngày làm việc gặp nhiều may mắn, đặc biệt là trên các phương diện tài lộc nhé. Và bạn tuổi Tý bản mệnh có thể nhận thêm được một cái khoản tiền kha khá nhờ các công việc làm thêm, hoặc là đơn thuần là dựa vào cái vận may của mình đó. Bạn tuổi Tý, bạn là người thông minh và nhạy biến, tuy nhiên bạn cần phải học cách xử lý sao cho khiêm tốn hơn. Cái con giáp này bạn thích khoe khoang về cái khả năng của bản thân mình, tuy nhiên việc này có thể vô tình tạo ra cái điểm yếu cho kẻ xấu lợi dụng bạn đó bạn tuổi Tý nhé. Trong ngày Quý Tỵ này với bạn tuổi Tý, bạn cũng đang có cái điểm báo thủy khắc hỏa, cái điều này làm cho cái mối quan hệ giữa bạn và người nhà không được như ý cho lắm. Nguyên nhân có thể là do đôi bên có những ý kiến bất đồng nhau, và bạn tuổi Tý, bạn đừng nên khăng khăng theo ý của mình mà bác bỏ ý kiến của người khác một cách vô lý như vậy bạn tuổi Tý nhé. Đặc biệt trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý, ngày này có các sao tốt như là sao phục sinh, sao thiên thành, sao dịch mã, sao ngọc đường, và hôm nay là trực sinh, là ngày sinh khí rất tốt cho bạn tuổi Tý, đặc biệt là cái công việc như là xuất hành
rất chi là tốt hay là mọi việc cũng rất chi là thuận lợi với bạn. Nếu như trong ngày này bạn xuất hành đi xa thì nên chọn những cái hướng tốt như là hướng Đông Nam hỷ thần, hướng Tây Bắc tài thần, sẽ đem lại nhiều may mắn, nhiều cái vận may cho bạn tuổi Tý nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim, bạn nhận được tiền thưởng trong ngày. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy, bạn có được vận may. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa, bạn thông minh và nhạy bén. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ, bạn có phần khoe khoang. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc Mộc, bạn đang có điềm báo, bất đồng ý kiến với người nhà đó. Đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Về con số may mắn: số 2, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ và 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: màu trắng, màu xanh da trời. Quý nhân phù trợ: tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu thứ ba ngày 18 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang có sự tác động của tỷ kim xuất hiện, làm cho bạn tuổi Sửu phải gặp những cái rắc rối không mong muốn trong công việc của mình nhé. Bạn tuổi Sửu ngày này với bạn, người khác có thể kéo bạn mệnh vướng vào những cái cuộc tranh chấp vô nghĩa, và tốt nhất là bạn tuổi Sửu không nên nghe theo cái lời xúi dục của người ngoài đó. Với bạn tuổi Sửu trong ngày Quý Tỵ này, một số người có thể rơi vào cái tình trạng bị cô lập hoặc là xa cách do bản tính trầm lắng, ít thể hiện cái suy nghĩ của bản thân mình. Bạn tuổi Sửu, bạn cần phải cởi mở hơn với mọi người. Bạn sẽ nhận ra mọi người xung quanh cũng yêu quý mình hơn bạn tưởng tượng nhé. Và may mắn là trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu, ngày này là ngày Quý Tỵ, bạn đang gặp được ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu, nên bạn tuổi Sửu có được cái sự hòa hợp với nửa kia của mình trong cái phương diện tình cảm. Bạn tuổi Sửu dù bạn phải gặp cái chuyện gì đi nữa, bạn cũng sẽ quan tâm và thảo luận cùng với người ấy, và nhờ thế mà gia đình lúc nào cũng có được cái bầu không khí bình yên hạnh phúc với bạn. Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu, cái ngày này có các cái sao tốt như là sao Phục Sinh, sao Thiên Thành, sao Dịch Mã, sao Ngọc Đường cũng rất thuận lợi cho cái việc xuất hành của bạn tuổi Sửu nhé. Và nếu như bạn xuất hành thì nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần hướng Đông Nam, tài thần hướng Tây Bắc để mang lại nhiều may mắn, vận may cho bạn nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, bạn đang có điềm báo vướng vào rắc rối. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, bạn đừng để bị lôi kéo vào những cái chuyện người ngoài. Về tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, bạn không nên tin người thái quá. Về tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, bạn có phần hòa hợp với nửa kia của mình. Về tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, bạn rất dễ bị cô lập trong ngày. Đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Về con số may mắn: số 1, số 5, giờ tốt từ 9 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường: màu nâu, màu xám. Quý nhân phù trợ: tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần thứ ba ngày 18 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi Dần, cho chúng ta thấy rằng cái vận trình của bạn tuổi Dần trong ngày này, bạn đang gặp ngày Quý Tỵ, gặp cục diện ngũ hành tứ hình xung, Dần Thân Tỵ Hợi, cho nên bạn tuổi Dần đang có điềm báo sẽ phải gánh vác nhiều công việc nặng nhọc vào mình mà không nhận được cái sự trợ giúp của bất cứ ai. Bạn mệnh tuổi Dần sẽ phải tự mình hoàn thành tất cả mọi việc trong ngày đó nhé.
Và bạn thử dần, bạn hãy chú ý làm từng cái công việc một, chứ không nên làm một cách nhanh chóng và cẩu thả. Bởi nếu bạn làm sai suốt một cái việc gì đó thì bạn sẽ mất khá chỉ là nhiều thời gian vất vả để hoàn thiện lại tất cả đoạn. May mắn là trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Dần, ngày này bạn đang gặp được chính quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Dần rất chi là chính trực và có trách nhiệm. Vì vậy, những cái công việc vất vả hiện giờ với bạn đang gánh vác cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Bạn chắc chắn sẽ được có được cái cơ hội thăng tiến trong tương lai gần đó nhé. Và trong ngày quý tỵ này với bạn tuổi Dần, ngày này nếu như bạn phải xuất hành đi xa thì nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần hướng đông nam, tài thần hướng tây bắc để ba mang lại cái vận may xóa đi những cái rủi ro với mình nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy, công việc của bạn có phần nặng nhọc. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa, bạn không được ai giúp đỡ. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ, suy nghĩ tích cực. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, bạn có được cơ hội thăng tiến. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, bạn làm việc cẩn thận. Đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 4, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão, tuổi tuất. Tử vi tuổi Mão thứ ba ngày 18 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão đang gặp được ngày có mộc sinh hỏa. Cái điều này làm cho mối quan hệ giữa bạn tuổi Mão và gia đình rất chi là hòa hợp, các thành viên trong nhà luôn quan tâm đến nhau và tâm sự với nhau khi gặp những cái chuyện khó khăn khó giải quyết. Nhờ thế mọi mọi việc đều rất chi là yên bình với bạn nhé. Bạn tuổi Mão về cái phương diện tình cảm trong ngày thứ ba này, bạn tìm được một nửa kia rất chi là chu đáo và tâm lý nữa. Có nhiều khi người ấy có thể đoán được cái suy nghĩ và mong muốn ngay cả khi bạn còn chưa nói ra đó. Bạn tuổi Mão, bạn hãy quan tâm đến nửa kia nhiều hơn nữa để người ấy cũng cảm nhận được tình cảm mà bạn dành cho người ấy nhé. Tuy nhiên, trong cái ngày quý tỵ này với bạn tuổi Mão, ngày này bạn cũng đang có cái điềm báo công việc của bản mệnh không được như ý do có cái sự xuất hiện của thiên quan chiếu mệnh. Bạn tuổi Mão, bạn nên tránh va chạm với đồng nghiệp, đặc biệt là cấp trên nếu không muốn gặp phải nhiều cái rắc rối trong tương lai cho mình nhé. Và trong cái ngày quý tỵ này với bạn tuổi Mão, ngày này sinh là ngày sinh khí, cũng có rất nhiều cái sao tốt như là sao Phục Sinh, Thiên Thành, Dịch Mã, sao Ngọc Đường, và hôm nay là ngày có trực sinh nên cũng rất chi là thuận lợi với nhiều công việc của bạn, đặc biệt là xuất hành với bạn. Nếu như bạn xuất hành đi xa thì nên chọn hướng tốt như là hướng đông nam hoặc là hướng tài thần hướng tây bắc để mang lại nhiều may mắn cho bạn nhé. Và về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, gia đình có được cái sự hài hòa. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, nửa kia thấu hiểu. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, bạn quý trọng gia đình. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, bạn tránh cái sự va chạm với người khác. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, bạn dễ dàng gặp rắc rối đó nhé. Đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Về con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi.
Tử vi tuổi Thìn thứ ba ngày 18 tháng 8 năm 2020. Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thìn trong ngày này đang có điềm báo gặp rắc rối trong công việc do chịu ảnh hưởng của kiếp tài chiếu mệnh. Và bạn tuổi Thìn á, bản mệnh có thể nhận ra rằng người mà mình tin tưởng bấy lâu nay cũng không tốt đẹp như bạn thường nghĩ. Người đó có thể sẽ sẵn sàng hãm hại bạn nếu điều đó mang lại lợi ích cho mình đó nhé. Khi vấn đề xảy ra thì bạn tuổi Thìn cái điều quan trọng nhất là bạn phải giữ vững được cái sự bình tĩnh để đưa ra những cách giải quyết thích hợp. Đừng nên dành quá nhiều thời gian để thất vọng, buồn nản, thậm chí là nghĩ cách trả thù người khác đó. Và trong cái ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Thìn, nếu như bạn có ý định xuất hành trong ngày hôm nay thì bạn mệnh nên lựa chọn những cái hướng đi tốt để công việc gặp nhiều điều thuận lợi nhé. À, hướng tốt như là hỷ thần hướng đông nam hoặc là tài thần hướng tây bắc, bạn sẽ gặp được nhiều may mắn đó. Trong cái ngày này công việc của bạn tuổi Thìn cũng không được thuận lợi cho lắm. Tài lộc của bạn được đánh giá là 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Về con số may mắn, số 2, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tỵ thứ ba ngày 18 tháng 8 năm 2020. Ở xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tỵ trong ngày này đang gặp được chính ấn chiếu mệnh. Đây là cái dấu hiệu tốt cho bạn tuổi Tỵ trên cái con đường công danh sự nghiệp của mình đó. Bạn tuổi Tỵ trong ngày Quý Tỵ này bạn mệnh nhận được cái sự tin tưởng của mọi người nên sẽ được cân nhắc lên những cái vị trí quan trọng và bạn hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai bạn tuổi Tỵ nhé. Bạn tuổi Tỵ bạn là người rất chi là thông minh và cũng tốt bụng nên sẽ được mọi người yêu mến. Tuy nhiên, nếu muốn thăng tiến nhanh hơn trong sự nghiệp thì bạn tuổi Tỵ bạn cần phải xác định cái mục tiêu rõ ràng hơn chứ không nên chỉ làm tốt những cái công việc được phân công bạn tuổi Tỵ nhé. Trong ngày Quý Tỵ này với bạn tuổi Tỵ á, bạn cũng đang gặp ngày hỏa sinh cho thổ vượng. Bạn và nửa kia luôn thân thiết và cố gắng thấu hiểu lẫn nhau. Mỗi khi có những cái mâu thuẫn xảy ra, bạn không ngại là người xuống nước trước và nhận lỗi sai về phía mình. Bản mệnh cũng cho rằng vợ chồng thì không nên có những cái chuyện thằng thua kẻ thắng đó. Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Tỵ, nếu như bạn có công việc xuất hành đi xa thì nên chọn hướng tốt như là hỷ thần hướng đông nam, tài thần hướng tây bắc để mang lại nhiều cái vận may cho mình nhé. Đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Và về con số may mắn, số 3, số 5, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu vàng cam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ngọ thứ 3 ngày 18 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là trong cái ngày này công việc của bạn tuổi Ngọ tiến triển được thuận lợi do bạn gặp được tam hội cục nâng đỡ cho bạn. Ngày này với bạn tuổi Ngọ mọi cái kế hoạch bạn mệnh đặt ra trong ngày hôm nay đều có những cái bước phát triển đáng mừng với bạn và bạn hãy hết mình vì công việc, bạn sẽ đạt được kết quả một cách tốt đẹp như ý muốn nhé. Trong cái ngày Quý Tỵ này với bạn tuổi Ngọ, các mối quan hệ xã giao của bạn cũng vô cùng là hài hòa luôn. Bạn có thể sẽ gặp được quý nhân vào chính cái thời điểm này.
Và bạn tuổi Ngọ, nếu đang có khúc mắc gì, đừng có ngại hỏi han mọi người, bởi có người sẽ đưa ra giúp cho bạn cách giải quyết một cách đúng đắn, hài hòa đó nhé. Trong ngày Quý Tỵ này với bạn tuổi Ngọ, bạn cũng đang gặp được thiên ấn chiếu mệnh, khuyên bạn tuổi Ngọ hãy nắm chắc lấy cái cơ hội đặt ra trước mắt và tin tưởng vào bản thân mình hơn. Rất có thể bạn sẽ được cấp trên để ý, bạn là người thông minh và nhạy biến, chẳng có việc gì người khác làm được mà bạn lại không có khả năng làm được đó nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày này, đối với tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc Kim, công việc của bạn được thuận lợi. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc Thủy, bạn thực hiện theo kế hoạch sẽ đạt được kết quả. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc Hỏa, cấp trên để ý. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc Thổ, bạn nắm bắt được cơ hội. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc Mộc, bạn gặp gỡ được quý nhân. Về sự nghiệp của bạn tuổi Ngọ trong ngày này, đánh giá 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Và về con số may mắn, số 4, số 8, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mùi thứ 3 ngày 18 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là trong ngày này bạn đang tuổi Mùi đang gặp ngày có hỏa sinh cho thổ. Cái điều này đối với những bạn tuổi Mùi độc thân có được một ngày đào hoa nở rộ, bởi bạn sẽ gây ấn tượng tốt cho rất nhiều người, đặc biệt là đối với người khác phái đó. Và bạn tuổi Mùi, bạn hãy tìm một người thực sự với mình, biết đâu sẽ có người nắm tay bạn đi đến cuối cuộc đời nhé. Trong ngày Quý Tỵ này với bạn tuổi Mùi, đối với những bạn đã lập gia đình rồi thì có được một ngày rất chi là bình yên, nửa kia luôn quan tâm và thấu hiểu. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Mùi luôn cảm thấy tin tưởng, tâm sự với người ấy, mọi chuyện xảy ra trong ngày luôn. Bạn tuổi Mùi, bạn tin rằng chỉ cần vợ chồng đồng lòng thì có thể sẽ vượt qua được mọi khó khăn gian khổ trong cuộc sống đó. Tuy nhiên, trong cái ngày này với bạn tuổi Mùi, bạn lại không được thuận lợi trong cái phương diện sự nghiệp nhé. Tỷ kim chiếu mệnh, cái điều này làm cho bạn mệnh tuổi Mùi rất dễ gặp phải những cái mâu thuẫn với đồng nghiệp, nóng nảy chẳng giúp ích gì cho sự nghiệp của bạn cả. Điều đôi bên cần phải làm là bình tĩnh để thảo luận, đi đến cái sự đồng thuận thống nhất bạn tuổi Mùi nhé. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim, bạn được nhiều người để ý. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy, bạn được đào hoa nở rộ. Tử vi tuổi Quý Kỷ Mùi thuộc Hỏa, gia đình hạnh phúc. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc Thổ, bạn có điểm mâu thuẫn với đồng nghiệp. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc Mộc, bạn cần phải giữ bình tĩnh. Đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Mùi trong ngày này, số 2, số 9, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Thân thứ 3 ngày 18 tháng 8 năm 2020. Trong ngày thứ 3 này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là dưới cái sự tác động tích cực của nhị hợp, cái điều này làm cho bạn tuổi Thân có tính cách cởi mở và tư tưởng phóng khoáng hơn. Bạn mệnh tuổi Thân có thể sẽ dễ dàng tiếp thu những cái ý kiến đóng góp của mọi người. Việc này sẽ giúp cho mọi việc nhẹ nhàng và thuận lợi hơn rất nhiều với bạn tuổi Thân trong ngày nhé. Bạn tuổi Thân trong cái ngày Quý Tỵ này, bạn là người hăng hái giúp đỡ mọi người. Tuy vậy, không phải ai cũng xứng đáng với những cái lòng tốt của bạn. Thậm chí có những kẻ xấu xa còn sẵn sàng
làm việc tổn hại đến bạn nữa đoạn. Và bạn tự thân, bạn cũng đừng quá thất vọng và bi quan khi phải đối diện với những cái vấn đề này nhé. Trong ngày Quý Tỵ này với bạn tự thân, bạn này ngày này bạn cũng đang gặp ngày có ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi. Cái điều này làm cho mệnh chủ tuổi thân dễ dàng khắc khẩu với nửa kia của mình trong cái chuyện tình cảm lắm đoạn. Do ý kiến của đôi bên có một đôi chỗ mâu thuẫn không thể giải quyết được ngay khi cả hai người đều nóng nảy, thì tốt nhất là nên dừng cái cuộc nói chuyện lại và đợi khi cả hai bình tĩnh trở lại thì tiếp tục trao đổi, trò chuyện để tháo gỡ những cái khó khăn ra bạn tuổi thân nhé. Và trong cái ngày Quý Tỵ này với bạn tuổi thân, trong ngày này không tốt cho cái việc xuất hành đi xa với bạn. Nếu như bạn xuất hành đi xa thì nên chọn cái hướng tốt như là hỷ thần hướng đông nam, tài thần hướng tây bắc để hạn chế những cái rủi ro không đáng có với mình nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc thủy, công việc của bạn được như ý. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc hỏa, bạn tư tưởng có phần được cởi mở. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc thổ, bạn đang gặp kẻ vô ơn. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mộc, bạn suy nghĩ tích cực. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc kim, bạn khắc khẩu với nửa kia của mình. Đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường màu xám, màu bạc. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ ba ngày 18 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dậu, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu, cho nên bạn tuổi Dậu có thể sẽ thể hiện được cái khả năng lãnh đạo của mình. Bạn tuổi Dậu nhờ cái sự quyết đoán, bản mệnh có thể chinh phục được lòng tin của mọi người và đưa tập thể tiến tới cái sự thành công luận. Tuy nhiên, trong cái ngày Quý Tỵ này với bạn tuổi Dậu, nếu như bạn có ý định phê bình ai đó thì bạn nên sử dụng những cái ngôn ngữ nhẹ nhàng và uyển chuyển. Cái điều này sẽ giúp cho người nghe dễ tiếp thu hơn. Những cái lời nói quá trực tiếp sẽ khiến cho người nghe bị tổn thương và khó thu được kết quả như ý bạn tuổi Dậu nhé. Trong ngày Quý Mùi này với bạn tuổi Dậu, ngày này bạn cũng đang gặp được thực thần chiếu mệnh. Cái điều này làm cho những người làm bên những cái lĩnh vực kinh doanh hoặc là ngành nghề tự do sẽ có cơ hội phát tài trong ngày hôm nay. Bản mệnh có thể ký kết được những cái cơ hội làm ăn đáng quý giá, mang lại nhiều cái khoản lại lời với bạn về mai sau đó. Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu, ngày này nếu như bạn xuất hành đi xa cũng rất chi là thuận lợi. Ngày này là ngày sinh khí tốt cho mọi việc, có những cái sao tốt như là sao Phúc Sinh, sao Thiện Thành, sao Dịch Mã, sao Ngọc Đường, và hôm nay là Trực Sinh cũng rất tốt, đặc biệt là xuất hành với bạn. Bạn xuất hành chọn những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông nam, tài thần hướng tây bắc để mang lại nhiều cái may mắn cho bạn tuổi Dậu nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, bạn có tài lãnh đạo. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, bạn được tôn trọng. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, bạn ăn nói cẩn thận. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, bạn dễ bị tổn thương người khác. Về tử vi tuổi Quý Dậu và thuộc kim, bạn có cơ hội phát tài trong ngày này. Đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Về con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường màu vàng kim, bạch kim. Quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ.
về tử vi tuổi Tuất thứ ba ngày 18 tháng 8 năm 2020. Ở xem tử vi tuổi Tuất ngày thứ ba này cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ. Cái điều này làm cho mối quan hệ của bạn tuổi Tuất và cha mẹ rất chi là hòa thuận. Bản mệnh hiểu rằng cha mẹ là những người đi trước, luôn mong muốn những cái điều tốt đẹp nhất cho mình, nên mỗi khi cha mẹ có lời gì căn dặn, bạn đều rất chi là chú ý tiếp thu được. Còn về cái phương diện tình cảm á, bạn với nửa kia, bạn luôn là một người vợ, một người chồng có trách nhiệm. Dù đi làm về có cái sự mệt mỏi đến đâu đi nữa, bạn cũng luôn giúp đỡ nửa kia của mình. Bạn muốn mình có thể chia sẻ mọi việc với người ấy, cho dù là lớn hay là nhỏ đó nhá. Tuy nhiên, trong cái ngày Quý Tỵ này với bạn tuổi Tuất, ngày này bạn lại đang có điềm báo gặp kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tuất có thể bị người khác đổ oan và nghi ngờ cho bạn nữa. Bạn tuổi Tuất, bản mệnh là người thẳng thắn và kiên cường, vì thế chẳng có gì phải sợ những cái điều này cả. Chắc chắn thực tế sẽ chứng minh cho mọi người thấy bạn là ai đó nhá. Và trong cái ngày Quý Tỵ này với bạn tuổi Tuất, ngày 26 tháng 9 năm Canh Tý này, ngày này là ngày sinh khí tốt cho mọi việc xây dựng nhà cửa, tu tạo động thổ rất tốt, và cũng có nhiều sao tốt trong ngày như là sao Phúc Sinh tốt mọi việc, sao Thiên Thành, sao Dịch Mã, Ngọc Đường, và hôm nay là ngày trực sinh rất chi là tốt luôn. Đặc biệt là cái chuyện xuất hành rất chi là tốt cho bạn tuổi Tuất nhé. Nếu như bạn xuất hành theo hướng tốt, hỷ thần hướng đông nam hoặc là tài thần hướng tây bắc thì rất chi là thuận lợi cho bạn. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ ba ngày 18 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là trong cái ngày này bạn tuổi Hợi đang gặp ngày có ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi. Ngày Quý Tỵ này với bạn tuổi Hợi, bạn có được cái sự nhanh mồm nhanh miệng để thể hiện cái quan điểm của bản thân mình. Tuy nhiên, bạn cần chú ý ý thức được cái hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình, nếu không bạn chỉ khiến cho mọi người chê cười bạn đó nhá. Bạn tuổi Hợi, bạn là người có tham vọng nhưng dễ ôm đồm nhiều việc vì muốn nhanh chóng chứng minh bản thân mình. Đừng để những cái lời thị phi bên ngoài gây ảnh hưởng đến những cái suy nghĩ và quyết định của mình. Bạn mình cần phải kiên định hơn nữa đó. Trong cái ngày Quý Tỵ này với bạn tuổi Hợi, bạn cũng đang gặp ngày có thủy khắc hỏa. Cái điều này làm cho cái phương diện tình cảm của bạn không được tốt cho lắm. Bạn và nửa kia chẳng được như ý trong ngày hôm nay. Bạn có thể cảm thấy nửa kia không thực hiện mọi việc theo ý muốn của mình. Có gì bất mãn thì bạn nên nói ra để đôi bên cùng giải quyết, chứ không nên giấu giếm ở trong lòng bạn tuổi Hợi nhé. Trong cái ngày này với bạn tuổi Hợi á, là ngày có nhiều sao tốt. Tuy nhiên, xuất hành với bạn cũng thuận lợi, và để đã đạt được kết quả cao thì bạn nên xuất hành về hướng tốt như là hỷ thần hướng đông nam, tài thần hướng tây bắc để mang lại nhiều cái vận may cho mình bạn tuổi Hợi nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, bạn có phần nhanh mồm nhanh miệng. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, bạn dễ bị chê cười. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, vợ chồng không hòa hợp. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, bạn cần phải kiên định hơn. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, bạn dễ dàng gặp rắc rối. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc
4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu xanh nước biển, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Mùi, tuổi Tý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment và xem nhận.